Thế cái từ 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 để nó chui vào đó. Để nó chui vào xong rồi. Tám con nhỉ. Sáng mai vào mang ngỗng vào. Mai gì? Không phải ngày con gà con gì chứ. Ô, mình cứ đem vào liên tục thế này thì lo cần gì ngày. Đúng mà, ừ. Ờ, cứ đem về chia thả. Sửa cả cái này đã. Sửa tí. Buộc tí. Mai phải cuốc cái đường từ đây ra kia cho nó bằng. Ừ, làm cái đường hẳn hoi mà. Không này giờ thoát thoát đi có bốn. Xách cám ngã vỡ mồm. Đấy, mai mình để đồ như này. Đó. Đây thứ để như này được. Đang làm mình lập đang làm hết lợt, đúng không? Ừ. Chắc mai lợp từ dưới này cao hơn nhỉ? Trên này thấp hơn thì mình mới bỏ ra nhìn chứ. Cái này ngoắm nó phải cho cao hơn chứ. Đây, thấp hơn. Bằng người cao tí. 20 phân. Ừ. Mày lên cưa thì cắt 2-3 cây thì hơi to. Dao chả nên dao không chặt được. Thank you.
cái cưa này cần lấy. Mày cứ làm đi, xe đổ ta lại bé. Chứ mày này thấp hơn. Này nó còn này còn tốt hơn, nhưng mà này, mình chôn xong cột là mình còn đào rãnh hai bên này xuống, cả này xuống hai bên này. Dưới kia có chạm đầu không? Không. Ui. Anh đào. Xuống rồi. Chạm nữa mà. Chạm tí lại cho cây to to nó cao đè cao hơn tí. Lúc nào cũng đi tìm chỗ xa đủ cơn chết. Nó kéo chết. Máy về cắt cái này đến đây. Cho chơi thoải mái nhưng mà phải đem gái ngủ về tối ngủ đấy cũng
đậu ngam bừa. Bà lốm cái gì à? Xả nhận rồi. Mày thì không cần nói nhiều quá. Cái liều khác tí. Mày đo chưa? Đây ngang thôi à? Mày đo bao lâu? Đo bao lâu? Ôi dồi, không được đâu, cái kia dốc quá. Cho lên đi. Lá con rùi xuống dưới rồi. Không, cái này con này. Này, như thế chứ. Phải không? Lên đi. Con dốc xuống đấy. 10 phân. Được chưa? Nữa đi. Ôi, mày nhìn bên kia, cây kia. Cây con. Được, được rồi, được rồi. Anh thấy nhìn cái kia là thấp rồi. Thế à? Thật à? Cái này 3 cây chứ nhỉ? 3 cây thôi. Đây, 2 cây ở một cây ở dưới. Một cây ở giữa. May còn không. Không vỡ. Mời xem. Chết nó. Bởi vì mình làm hàng như theo hàng kia mà. Thế này chú khoái ha, một chú đào chú khoái phạt ha.
này à, lấy cây về trồng luôn đấy. Đấy, không dạo ốm chết á. Không dạo ốm à? Một tí là hút xây còn không biết. Còn thèm. Còn chết đấy. Ngon. Mình ủ lâu mà. Hơn tháng rồi. Bây giờ hơn tháng, hơn gần 2 tháng đấy. Hiểu á? Ừ. Từ đợt nọ anh lấy men đây, anh lấy về, anh nấu lâu, hôm đấy anh nấu mà, nấu xong anh mới lấy men mà. Đến giờ, anh nấu cứng. Anh nấu được gần hơn tuần rồi, bà với khẽ mới nấu chứ. Mình cần bỏ vào nó. Khô hết lâu rồi, thân tuồn rồi. Họ cũng nấu trên này à? Đấy, chú nhà ấy, bỏ mấy bao ấy. Của anh có một chum ở bếp. Chum cái nhở ấy, to mà. Thì trên ăn ra nó còn quá. Mày đánh thì cho tí mình đào đào cho nó ở dưới à, ở dưới cho nó lõm lõm lõm. Mày thì không làm sao được nhỉ. Mày cầm mày hơi to. Mày. Đào hai bậc thang nhìn nó đẹp. Người ta nghĩ mãi nó mới già đấy. Cái này, anh nghĩ một lúc già, anh bảo chưa đào. Tí đã. Xem là đồ cái này đã. Tự nhiên lại đẹp đúng không? Kia còn mai chị để đi cỏ. Thank you.
sảnh này anh bảo không phải lấy về đáp bờ đâu mà. Mai lấy sảnh và cho. Sảnh sảnh kia to đáp bờ nha anh. Ba sảnh hơn tận trên rồi. Sảnh dưới, sảnh trên. Cái này ha, 4 năm sảnh mới được. Nhờ tí không được, nó bảo sợ. Phải là không quen nhìn cô Huế ấy. Quá quen rồi nhờ bà không được không chưa chưa quên này đằng nào mới về đi mất chuyển sang có cái này cũng phải hỏi ý kiến là cao với thật. Anh đào làm này cho mày tốt lắm rồi. Xong là bảo mày về hộ là xem thấp cao. Còn làm cái kia cái nọ không kịp. Thả em à. Lò hơi bị xịn đấy. Siêu không? Thông minh không? Con Jun kìa. Ok. Mày. Cô phải đốt. Nó nhanh. Ngon. Quả đi ngon. Quả đi.
phát này lên lắm lô. Thấy rồi thì không sao. Okay. Con đây, đẩy, 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 đẩy cái này ra. Nhờ lá. Ôi, lệch cái này. Biết rồi. Chỉnh. Để thế thôi. Mình dùng cái này. Không rét đâu mà, kệ nó.